Nguyễn xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang theo dõi bản tin ngày 30 tháng 1, cũng là bản tin cuối cùng trong năm Tân Sửu của Sài Gòn TV. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua. Và hy vọng quý vị trong năm mới, chương trình của chúng tôi sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của tất cả quý vị. Còn bây giờ, xin mời quý vị cùng đến với những thông tin đáng chú ý mà chúng tôi đã cập nhật trong ngày. Mở đầu bản tin ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng theo dõi những không khí vui xuân đón Tết ở một số địa phương trong cả nước. Mặc dù chỉ còn một ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán, thế nhưng đến thời điểm này, sức mua ở các chợ hoa tại Hà Nội vẫn không có dấu hiệu khả quan hơn. Đi một vòng các chợ hoa trên đường Lạc Long Quân, Lê Quang Đạo, Hà Nội, không khó để thấy cảnh nhiều tiểu thương treo biển bán đồng giá đào, mai, quất nhằm tăng sức mua. Đây là cách bán khá mới với mặt hàng là cây cảnh. Các cành đào được chia làm nhiều phân khúc đồng giá như 250.000, 600.000, 900.000 hoặc từ 1 đến 2 triệu đồng tùy chủng loại và kích thước. Thậm chí một số tiểu thương quyết định bán tháo để thu hồi vốn. Những cành đào dù to cũng đồng giá 350.000 đồng. Các tiểu thương đều cho hay cách bán đồng giá dễ hút khách mua hơn. Không bán đồng giá nhưng nhiều nhà buôn lan hồ điệp cũng đã treo biển hạ giá để hấp dẫn người mua. Thông thường, những chậu lan hồ điệp nhỏ để phòng khách có giá từ 1 đến 5 triệu đồng. Nhưng khi lên chậu lớn, giá một chậu lan loại này có thể lên đến cả trăm triệu. Mặc dù vậy cũng vẫn rất ít khách mua. Tối qua 29 tháng 1, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần 2022 với chủ đề Xuân quê hương ấm tình nhân ái, chính thức đón người dân và du khách đến thưởng lãm. Đường hoa kéo dài đến ngày 4 tháng 2 năm 2022, tức mùng 4 Tết. Đường hoa năm nay có ý nghĩa đặc biệt hơn khi ghi đậm dấu ấn về một giai đoạn lịch sử khó quên của thành phố sau thời gian dài chống dịch. Bên cạnh tiêu chí an toàn, tiết kiệm, đường hoa vừa thể hiện ước vọng tươi sáng, vừa gửi gắm sự tri ân đối với đồng bào cả nước đã tương trợ to lớn cho thành phố, thể hiện sự chia sẻ của đồng bào cả nước với những khó khăn của nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khi bị ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19. Đặc biệt là những hy sinh to lớn của lực lượng tuyến đầu cho công tác phòng chống dịch Covid-19. Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh cũng kêu gọi người dân tự giác tuân thủ các quy định về phòng chống dịch trong suốt thời gian tham quan đường hoa Nguyễn Huệ và nơi công cộng. Tiếp theo chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng đến với một số sự việc đang thu hút nhiều sự chú ý trên mạng xã hội. Chiều 28 tháng 1, khi đang phân luồng cho người dân tiêm vaccine tại Trung tâm Y tế huyện Phước Long, một khu vực tiêm tại trung tâm này bị sụp lún tạo thành hai hố to, khiến nhiều người dân hốt hoảng, chạy tán loạn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phước Long cho biết, sau khi xảy ra vụ việc, huyện đã chỉ đạo Trung tâm Y tế phong tỏa khu vực trên, đồng thời giao phòng ban chức năng đo đạc, giám định sự cố. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phước Long cho biết thêm, khu vực xảy ra sụp lún nói trên trước đây là đất ruộng nên rất yếu. Rất may sự cố không có ai bị thương. Sau Tết Nguyên Đán 2022, huyện sẽ cho khắc phục lại sự cố nói trên. Thông tin từ Bệnh viện Bình Dân ngày 29 tháng 1 cho biết, nơi đây vừa tiếp nhận bệnh nhân 38 tuổi ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh đến cấp cứu trong tình trạng thủng âm đạo. Cuối năm 2021, qua những lời quảng cáo trên mạng, chị tự tìm đến một spa ở thành phố Hồ Chí Minh để tìm hiểu về dịch vụ xoay khít vùng kín thu nhỏ âm đạo. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau khi thu nhỏ âm đạo tại spa, người bệnh phát hiện máu chảy kéo dài ở vùng hậu môn âm đạo. Nữ bệnh nhân đã phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Bình Dân trong đêm. Các kết quả kiểm tra của bác sĩ ghi nhận bệnh nhân bị thủng thành sau âm đạo thông vào trực tràng, vết rách khoảng 3 cm. Ngay lập tức các bác sĩ đã thực hiện phẫu thuật và cấp cứu cầm máu phá thành âm đạo và trực tràng cho người bệnh. Ngày 29 tháng 1, vết thương đã phục hồi tốt, không nhiễm trùng, sức khỏe bệnh nhân ổn định. Một sự việc hy hữu vừa xảy ra tại tỉnh Đắk Lắk. Người phụ nữ do mâu thuẫn gia đình đã vò tổng số tiền 12,5 triệu đồng tiền polymer loại 500.000 đồng rồi nuốt vào bụng. Theo đó, bệnh nhân HTN sinh năm 1991 trú huyện Cư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk, được đưa vào viện trong tình trạng tỉnh táo, có bị kích động mức độ vừa. Ngay sau khi tiếp nhận, khoa nội soi Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã khẩn trương làm thủ thuật nội soi gấp ra 6,5 triệu đồng. Tuy nhiên, quá trình làm thủ thuật nội soi gấp tiền từ bụng bệnh nhân gặp rất nhiều khó khăn. Bệnh nhân bị kích thích nên sau đó các y bác sĩ đã chuyển bệnh nhân H vào phòng mổ gây mê, gấp tiếp 6 triệu đồng còn lại. Trong lúc làm thủ thuật cũng có những nguy cơ chảy máu do tiền polymer còn mới và rất sắc, không thấm nước, dễ tổn thương. Sau khi làm thủ thuật, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân hiện đã ổn định. Mới đây, một đoạn video ghi lại cảnh làm tóc mỡ khiến cho người xem ai nấy đều rùng mình vì quá bẩn.
Theo đó, đoạn video kéo dài 15 giây ghi lại cảnh tượng kinh hoàng khi hai chảo dầu có màu đen không khác gì nước cống đang được sử dụng để rán tóp mỡ. Trong clip, người chế biến rán tóp mỡ này làm hai lần, một lần chín và lần còn lại cho tóp mỡ phồng to lên. Điều đáng nói là ở cả hai lần chiên đi rán lại, chảo dầu đều có màu đen ngầu. Nhìn qua cũng thấy đã sử dụng đi sử dụng lại nhiều lần. Tình hình chảo dầu khiến cho chương trình ai nấy đều hốt hoảng. Tiếp theo chương trình là câu chuyện đáng yêu được camera an ninh của salon tóc ghi lại. Trong clip, người vợ đang ngồi làm tóc với một đống thuốc dang dở trên đầu. Anh chồng đến tiệm làm tóc với một thái độ rất vui vẻ, đem theo một túi đồ ăn, cẩn thận sắp lên bàn, còn đưa tận tay bát mì cho vợ. Khi chủ salon hỏi chuyện, anh còn nở nụ cười rất tươi, chứng tỏ việc mang đồ ăn cho vợ là hoàn toàn tự nguyện chứ không bị ép buộc. Xem xong đoạn clip, nhiều chị em bày tỏ sự ngưỡng mộ xen lẫn ghen tị với người vợ trong clip trên khi có một người chồng tâm lý đến vậy. Ngày 29 tháng 1, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng xa lộ Hà Nội cho biết kể từ 0 giờ ngày 1 tháng 2 sẽ áp dụng mức giá sử dụng đường bộ tại trạm thu phí BOT xa lộ Hà Nội với mức thuế giá trị gia tăng 8% thay cho mức thuế hiện tại là 10%. Sau khi điều chỉnh giảm thuế giá trị gia tăng, mức phí qua trạm BOT xa lộ Hà Nội đối với vé lượt giảm từ 1.000 đến 3.000 đồng tùy loại xe. Cụ thể, giá vé lượt áp dụng thấp nhất 24.000 đồng, cao nhất 137.000 đồng. Đối với vé tháng cũng giảm từ 30.000 đến 90.000 đồng, vé quý giảm từ 81.000 đến 243.000 đồng tùy loại xe. Các vé tháng, vé quý đã phát hành trước 1 tháng 2 vẫn áp dụng thuế giá trị gia tăng là 10%. Việc điều chỉnh giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại trạm BOT xa lộ Hà Nội được áp dụng theo Nghị định 15 ngày 28 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ, quy định chính sách miễn giảm thuế theo Nghị quyết 43 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ, hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Theo nội dung đoạn clip đăng tải cho thấy thời điểm xảy ra vụ việc, do điều kiện trời mưa khá to, một thanh niên đi xe máy đã không làm chủ được tốc độ và gặp tai nạn khiến cả người và xe ngã ra đường. Đáng nói, lúc này trên cao tốc đang có rất nhiều phương tiện đang di chuyển với tốc độ cao. Đúng lúc đó, một chiếc xe tải lao tới không phanh kịp. Tuy nhiên, sau cú ngã vừa xảy ra phát hiện mình có thể gặp nguy hiểm, nam thanh niên này đã nhanh chóng đứng dậy, chạy nhanh vài bước để tránh cú va chạm với xe tải. Đây được xem là một phản xạ tuyệt vời khi vừa kịp bật dậy vừa lao nhanh vào vệ đường để tránh một vụ tai nạn đáng tiếc. Được biết, tai nạn xảy ra trên đường cao tốc thuộc xã La Ngà, tỉnh Đồng Nai. Tiếp theo là đoạn clip camera đang gây tranh cãi trên mạng xã hội. Theo đoạn clip, sự việc xảy ra vào khoảng 18 giờ tối ngày 28 tháng 1 vừa qua trên đoạn đường qua khu dân sinh. Lúc này, trước cửa hai ngôi nhà có đặt hai bàn tiệc với sự tham gia của hơn chục người. Tất cả đều rất vui vẻ ăn nhậu trong ngày cuối năm, bất chấp vị trí bàn tiệc đang đặt sai quy định, lấn chiếm lòng đường. Thậm chí, vị trí đặt bàn có phần nguy hiểm với chính bản thân họ, cũng như các phương tiện lưu thông qua đây. Lo sợ của số đông cuối cùng đã xảy ra, một chiếc xe công nông do không làm chủ được tốc độ đã đâm thẳng vào một trong hai bàn tiệc này. Sự cố bất ngờ khiến cho những người tham gia hoảng sợ ngã xuống đường. May mắn là không ai gặp chấn thương gì nghiêm trọng. Sau tình huống đó, nhiều người đã lao tới mắng chửi tài xế công nông. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng ở đây cả hai bên đều có lỗi sai và không thể bênh bên nào. Những vụ tai nạn từ trên trời rơi xuống khi tham gia giao thông như chẳng may bị bảng hiệu rơi xuống đầu, cây xanh đổ đè vào người hay chướng ngại vật chắn ngang mặt vốn không còn là chuyện hiếm. Mới đây tại Thanh Hóa, một vụ việc tương tự xảy ra. Theo như clip của xe ô tô đi phía sau ghi lại được, chiếc xe máy đang di chuyển sát lề đường thì bất ngờ một lá cau rơi xuống trúng đầu người đàn ông cầm lái. Hậu quả làm nạn nhân giật mình và ngã ra đường. May mắn do đi chậm nên người đi xe máy không gặp chấn thương gì quá nghiêm trọng. Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip đã khiến cho nhiều người bàn tán xôn xao. Số đông tỏ ra lo lắng về tính an toàn khi trồng những cây xanh dễ rụng lá mà tán to dài như cây cau trên đường phố. Số khác thì thở phào khi biết người đàn ông đã không bị nguy hiểm đến tính mạng ngay giáp Tết. Trong những phút cuối của chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng theo dõi một số thông tin thế giới đáng chú ý. Thưa quý vị, 65 vận động viên từ khắp nơi trên thế giới đã tham gia cuộc thi chạy marathon trong điều kiện thời tiết cực lạnh ở Yakutia. Tại nơi này, thậm chí lông mi cũng có thể đóng băng nữa đó quý vị ạ. Cuộc chạy marathon ở Yakutia đã phá vỡ kỷ lục Guinness Thế giới vì những người tham gia đã chạy trong điều kiện thời tiết vô cùng khắc nghiệt, nhiệt độ chỉ âm 63 độ C. Có tới 65 vận động viên từ khắp nơi trên thế giới như Mỹ, Belarus, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Nga đã tham gia vào một cuộc chạy marathon lịch sử. Đây có thể trở thành cuộc đua lạnh giá nhất mọi thời đại.
Nhiệt độ trong suốt cuộc đua duy trì khoảng âm 60 độ C, thời điểm lạnh nhất nhiệt độ là âm 63 độ C. Người chiến thắng trong cuộc thi marathon năm nay là Vasily Lukin, người Nga. Anh đã về đích sau thời gian 3 giờ 22 phút. Đây là chiến thắng thứ hai liên tiếp của anh tại cuộc đua marathon trong điều kiện thời tiết lạnh giá nhất thế giới. Ngày 29 tháng 1, nhà chức trách Thái Lan đã tuyên bố một bãi biển ở miền đông nước này là khu vực thảm họa do dầu rò rỉ từ một đường ống dưới biển ở khu vực vịnh Thái Lan tiếp tục trôi vào bờ và nhuộm đen cát. Sự cố rò rỉ dầu tại đường ống thuộc quản lý của công ty hóa dầu SPRC xảy ra cuối ngày 25 tháng 1 và đã được kiểm soát một ngày sau đó, sau khi đã làm tràn ra biển khoảng 50.000 lít dầu. Khu vực xảy ra sự cố ở phía đông nam khu công nghiệp Map Ta Phut, một tổ hợp hóa dầu lớn cách bờ biển phía đông Thái Lan khoảng 20 km. Một lượng dầu đã trôi dạt đến bãi biển Meramphuen thuộc tỉnh Ramjong vào cuối ngày 28 tháng 1 sau khi lan ra khu vực biển lên đến 47 km2. Hiện lực lượng Hải quân Thái Lan đang phối hợp với công ty SPRC khắc phục sự cố. Một cặp vợ chồng đang cải tạo một tòa nhà 115 tuổi đã phát hiện ra hai bức tranh ẩn bên trong tường, mỗi bức dài 18 mét. Nick và Lisa Tim đã mua tòa nhà ở Okanogan, nằm cách Seattle khoảng 4 giờ về phía đông vào cuối năm 2021. Mới đây, họ tiến hành cải tạo với mục đích biến tòa nhà lịch sử thành một quán bar lớn. Bất ngờ xảy ra khi phá dỡ những bức tường đầu tiên và phát hiện ra bức tranh tường dài 18 mét ẩn giấu bên trong. Bức tranh tồn tại suốt thời gian, nhà cũng đổi chủ nhiều lần nhưng chưa ai khám phá ra. Những bức tranh sơn dầu dọc theo các bức tường phía bắc và phía nam của tòa nhà mô tả khung cảnh yên bình với hồ nước, cây xanh mát. Sau khi dỡ bức tường đối diện, họ đã tìm thấy bức tranh khổng lồ thứ hai. Nhóm làm việc mất khoảng 4 giờ để khám phá toàn bộ tác phẩm nghệ thuật. Tòa nhà cổ được xây dựng vào khoảng năm 1907, từng là một khu phức hợp có rạp chiếu phim, hồ bơi và cả một sân đấu gà trống. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị một năm mới an khang và thịnh vượng. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin sau. Gửi ngày tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập.